Xin chào tất cả các bạn. Thật sự mình rất là vinh dự hôm nay đến lắp một chiếc PC ở TNC, và được các bạn ở TNC đã tạo điều kiện giúp cho mình review sản phẩm. Bên cạnh xin giới thiệu với các bạn, đây là quản lý của TNC. Bạn giới thiệu một chút đi. Em thì trên kênh của bên em thì chắc là ai cũng biết em rồi. Em là Trường, quản lý cửa hàng ở TNC. Và nếu mà biệt danh ở trên cái TNC channel của em thì nó là Bụt Công Nghệ. Đấy thì cũng khá nhiều bạn biết. Hôm nay thì bên em cũng rất là vui khi mà thầy đến là build một cấu hình rất là khủng của bên em. Thì hôm nay sẽ giới thiệu qua, em với thầy sẽ giới thiệu qua với các bạn để các bạn biết là cấu hình này nó khủng như thế nào. Mình thì cũng chỉ được đọc về cái công nghệ năm 2021, và một trong những cái công nghệ hiện đại nhất làm bá chủ hiện tại, đó là mình thích nhất, đó là bộ não của PC. Con Intel Core i9 12900K. Mình chỉ biết là mạnh. Còn mạnh cỡ nào thì thật sự là mình cũng không biết. Và lúc đầu thì mình chỉ muốn là con i7. Nhưng các bạn thử khuyên là thôi thì thầy cứ dùng cái công nghệ cao xem sao. Thế con mình chưa thì... nói cái sức mạnh của nó như thế nào. Em thì nói qua một chút, con này nó là 16 nhân và 24 luồng. Nhưng mà nó lại khá là lẻ. Tại sao lại không phải là 16 nhân 32 luồng? Vì là thường nó sẽ nhân đôi lên đúng không? Con này lại là 16 nhân và 24 luồng. Thì có nghĩa là nó 8 nhân 2, nó sẽ 16 có 8, 8. Đúng rồi. Đúng không? Nó sẽ có 8 nhân mạnh và 8 nhân bình thường. Khi mà thầy dùng tác vụ nặng thì nó sẽ dùng 8 nhân mạnh. Còn khi mà thầy, ví dụ như là thầy đang render video chẳng hạn, mà thầy thoát ra, thầy vẫn render mà thầy dùng một tác vụ nặng khác, thì 8 cái con nhân phụ ấy nó sẽ chạy tiếp tục chạy cái ví dụ, tiếp tục render cho thầy. Và cái con 8 nhân mạnh này nó sẽ đảm nhiệm cái tác vụ mới, nên là con này thầy dùng đa nhiệm cực kỳ ngon. Các bạn cũng chắc chắn là cũng có một cái thắc mắc là không hiểu các thầy cô giáo thì cần gì về cái mạnh như thế. Nhưng mà mình cũng lại xin nói rằng là công việc dạy học, đúng là nếu chỉ việc online thì có lẽ không cần đến một con chip mạnh này. Quá mạnh. Nhưng mà mình nghĩ rằng là khi các thầy các cô chuẩn bị làm các video và chuẩn bị mở các cái kênh dạy học online trong một thời gian tới, mình nghĩ về lâu về dài thì cho nên là mình mới quyết định sắm cái con i9 này. Ngồi 2000 bao zoom không giật lag. Đấy. Mình 2000 sinh viên thoải mái. Cái đặc biệt là hai ông Asus với cả ông Intel là bắt tay với nhau, hay chơi với nhau, kiểu mọi người nói rằng là hai ông này chơi với nhau để gọi là hút máu thiên hạ. Nhưng mà mình nghĩ rằng là cái điều đó cũng là cái điều tất yếu thôi. Bạn chê hai nhà sản xuất này bắt tay với nhau thì bạn hãy xem lại Apple. Mình nghĩ rằng là quả táo còn hút máu hơn cả hai bố này cơ. Thế cho nên là mình rất thích cái con Main này, bởi vì chỉ có con Main này nó mới lắp được cái thằng này, đúng không? Thế nói qua cho mình cái con Main này mình thì bên Main này đợt đầu bên về là nó về hai phiên bản. Một phiên bản chạy RAM DDR4. Còn phiên bản này của thầy mua là chạy DDR5. Đấy thì DDR5 thì đương nhiên là cái công nghệ và cái tốc độ nó sẽ cao rất là nhiều rồi. Về cái con này thì của thầy là chạy DDR5, và ngoài ra cái Main này có một cái rất là hay, đó là cái tản nhiệt này. Cái tản nhiệt này bây giờ nếu mà thầy mua ấy, nó chưa có sẵn cái socket 1700 đâu cho con này đâu. Nhưng mà thằng Asus nó rất là thông minh là nó đục sẵn hai cái lỗ để sử dụng cái cũ. Đúng rồi, để sử dụng được cái tản cũ. Nên là con này rất là hay. Vừa có thầy con này thì cuối cùng công nghệ thì em sẽ không nói về con này nữa rồi, vì công nghệ nó ngập tràn rồi. Nào là Wi-Fi 6 rồi, nào là hỗ trợ Windows 11, nào là PCI 5.0, nào là DDR5. Thì em cũng không quá giới thiệu nhiều về con Main này làm gì cả, vì nó quá là ngon rồi. Đấy. Nhưng mà đại khái là con này nhấn mạnh là mình chạy cứ đắn đo để chờ lắp cái PC này. Thực ra là mình chờ cái tản của CPU, nhưng chờ mãi không được. Mà trong khi đó mình thì quá thích, cho nên là vì thế là mình cũng quyết định là phải lắp ngay. Thế cái thứ hai, cái thứ ba, mình phân vân. Mình phân vân, thật sự là mình đọc trên mạng 3090. 3090 và 3080Ti. Mình cũng đã lý do đầu tiên là mình chọn 3080Ti, đầu tiên là mình định lắp cái i7 mình, thì cái này là hợp lý hơn. Đúng. Thế nhưng mà mình cứ nghĩ đi nghĩ lại và mình thấy rằng là khi mình đọc mình theo mình hiểu thì con 3080Ti này cũng đã cực kỳ mạnh rồi, rất mạnh rồi, và có thể
ít nhất là nó mạnh trong 5 năm tới, khó mà 5 năm thôi, mình thoải mái luôn. Mình cũng chỉ dám nói là 5 năm thôi, chứ còn đồ công nghệ 2-3 năm nữa thầy lại chơi dàn mới. Đấy, thì mình đang nói rằng là thì kể cả cái bộ này mà về sau này nhượng lại cho bạn khác dùng thì mình nghĩ rằng là đó là một cái bộ cũng đã cực kỳ mạnh, khi mình nếu như mình có điều kiện mình lên một cái cạc nó mạnh hơn. Đấy, thì mình nghĩ rằng là con này đã cực kỳ mạnh rồi. Cho bạn nhớ đăng ký lớp của thầy nha, để khi nào thầy phát lại còn xin đi. Tức là hai cái. Nhưng đặc biệt đó là mình theo mình được biết là DD DR5. DD5. Nó là câu chuyện của DR5. DD5 và hôm vừa rồi lại kể chuyện cho thầy nghe. Bây giờ mình hôm nay mình lắp xong mình mới biết rằng là nó ra mình là một trong 25 người đầu tiên của toàn quốc được lắp cái DD. Em chia sẻ luôn là DR5 hiện tại chỉ có hai nhà sản xuất về Việt Nam, đó là Corsair và Kington. Thì riêng Kington là hãng RAM mà gần như là lớn nhất thế giới và có thị phần lớn nhất thế giới hiện tại. Thì chỉ về Việt Nam được 25 kit, và xen kẽ 25 kit đấy là có kit DD, có kit 4800 và có kit 5200. Thì của thầy là một trong 25 kit đầu tiên về Việt Nam trong lô đầu mà chạy bớt 5200, 32GB. Đấy, RAM này giờ rất hiếm, nên là các đại lý bây giờ cũng chia rất là nhỏ giọt thôi, không nhiều. Mình cảm thấy rằng là mình rất thích thú khi là một trong những người sử dụng những công nghệ có lẽ là mới nhất của Intel, rồi của hãng RAM. Và cái đặc biệt nữa mình thích nữa chém tí thôi, thích thôi, đó là mình là người đầu tiên lắp con i9 tại TNC. TNC à, mình là người đầu tiên lắp lại. Hy vọng là mình sẽ có nhiều dịp để mà tiếp xúc với các bạn khi các công nghệ mới ra. Là mình nói chung là mình là một người ham mê công nghệ, và mình thích khi có điều kiện mà chứng khoán Việt Nam nếu tiếp tục lên giá thì chắc chắn là, chứ còn mình nghĩ là bình thường giáo viên ai lắp cái này là gì. Nhưng mà mình cứ mong rằng là mỗi lần công nghệ ra thì mình lại ngày đêm nghiên cứu xem là giá cổ phiếu cái nào lên để mình mỗi lần chứng khoán lên giá là một bộ là mình làm một bộ đấy. Nhưng mà tất nhiên là mình bình thường thì ngoài ra điểm qua một chút về tản với nguồn ạ. Tản với nguồn thì nói chung là mình cũng không rõ lắm, mình chỉ cần một cái thì bạn thử giới thiệu cho mình nha. Tản thì em dùng cái tản Rockchip, cũng là nói chung là đồng bộ. Hôm nay em dùng là cạc Rockchip này, main Rockchip này, và tản thì cũng là Rockchip, là một cái dòng cao cấp gần như là nhất của bên Asus. Đấy, thì con này là RAT 360 và công nghệ thì con này rất là ngon. Đại khái là từ những cái RAT này, những cái fan này, nó đều sử dụng những cái linh kiện top của những hãng mà chuyên gia công tản nhiệt. Nên là thầy hoàn toàn yên tâm về nhiệt độ. Và con này chip này chạy mát lạnh luôn. Đảm bảo cho chip của thầy chạy mát lạnh, không vấn đề gì cả. Và mình được cũng xin cảm ơn người lắp cho mình PC này là bạn bạn Nam. Bạn này là lắp một mất, kỹ thuật của công ty, lắp rất là đẹp và rất là mình thấy rất là gọn gàng, ưng ý. Bởi vì mình chơi game thì cũng có chơi, nhưng mà chơi để mà biết, để đủ hiểu được rằng là học sinh của mình tại sao mê game. Mình cứ hôm qua mình chơi game gì đấy? Mình thì cũng toàn những game, cũng là hôm qua mình cũng có test những cái game mạnh nhất ở thời điểm hiện tại. Những game bắn súng, rồi những game máy bay cấu hình mạnh, để về để mình sẽ thử hiệu năng của con này nó ra. Thế bây giờ thì mình sẽ bật cho các bạn xem nó vui, xem là cái đèn đó nó lên như thế nào. Bây giờ mình cũng muốn bật để cho các bạn xem qua. Và chiếc máy này chắc chắn mình sẽ review lại một lần nữa tại nhà để cho các bạn thấy được cái hiệu năng, rồi cái công việc của các thầy các cô giảng dạy online nó như thế nào. Bây giờ mình bật thử tại đây cho các bạn thấy nhá. Mời các bạn lên YouTube channel của thầy. YouTube channel của thầy tên là gì ạ? Trung Trinh. Trung Trinh. Rồi các bạn lên YouTube channel của thầy để
xem đấy, thêm về bộ này. Mình muốn hỏi Nam thêm một câu. Thực ra thì nếu các thầy các cô, mình nghĩ rằng là có lẽ cũng không cần phải sắm đến bộ này để dạy online, thì các thầy các cô có thể sắm những cái cấu hình thấp hơn thì có. Bên bên rất sắm luôn, sắm luôn. Theo mình hiểu thì mình nghĩ rằng là đối với các thầy các cô chỉ cần lắp một bộ PC dưới 20 triệu vẫn có. Đúng rồi, dưới 20 triệu chạy một con i5, em nghĩ là chạy một con i5 và 16GB là rất là thoải mái cho cái nhu cầu để học online của các thầy các cô rồi. Mình và cũng rất là mạnh và chắc chắn là mình nghĩ là nó mạnh hơn laptop. Đúng rồi, cho nên là các thầy cô có điều kiện thì mình nghĩ rằng là ngoài chiếc laptop ra thì các thầy cô nên sắm một cái bộ ở nhà, đúng không? PC. Tuy là cùng cấu hình, thậm chí cấu hình ví dụ mình nghĩ là kể cả i3 cùng tầm tiền, nhưng mà cấu hình thì nó sẽ i3 đời thứ 10, 11 thì có lẽ nó vẫn mạnh hơn i5 cả laptop, đúng không nhỉ? Thế cho nên là mình nghĩ rằng là cái điều đó thì đừng nghĩ rằng là cái gì nó ghê gớm khi mà chúng ta lắp một bộ PC. Đấy, các bạn thấy rằng là bộ PC thì cũng có thể nó cũng không cần cấu hình mạnh, nhưng nếu các thầy các cô mà lắp thêm một số cái đèn led vào, đúng không? Nó tạo nên một cái sức hút, tạo nên một cái cảm hứng dạy học rồi thì là cảm hứng, vì mình nghĩ rằng là dạy học online ngoài nay, ngoài kiến thức nào ạ, trường ạ, ngoài cái kiến thức ấy thì mình nghĩ rằng là các thầy các cô phải biết truyền cảm hứng, vâng, và hơn hết là truyền những cái nhịp đập của thời đại. Một trong nhịp đập thời đại hiện nay mình thấy rằng là rất nể các bạn học sinh, đó là các bạn có những cái công nghệ rất mới, là cao mà các thầy các cô nhiều khi không bắt kịp thì nhiều khi mình học trò hỏi lại mình, vặn lại mình, nhiều lúc mình bị tự ti. Thế cho nên là các thầy các cô có điều kiện thì mình nghĩ là cũng nên học hỏi về công nghệ, hỏi đầu tư. Mình thì cũng rất là chịu khó cố gắng học hỏi để làm sao có cái kết quả ngoài cái việc giảng dạy thì truyền cảm hứng cho học trò, rồi truyền rất là nhiều thứ. Trong đó đặc biệt mình nói với các thầy các cô và mọi phụ huynh thì cứ chê học sinh chơi game, nhưng mình qua cái công việc mình chơi game mình mới biết rằng là thực ra chơi game phải có kiến thức, đúng rồi, rất là giỏi về công nghệ, chứ không phải là cái chuyện là cứ thấy suốt ngày nó chúi vào game nó không, rất là giỏi. Và nhiều bạn học sinh ngày hôm nay là ngoài biết cách cân bằng giữa học tập và chơi game thì sẽ có một cái kết quả rất là cao trong cái em thấy đó. Nếu quan điểm của em ấy là từ trước đến giờ em tư vấn cho khách ấy, thì quan điểm của em là nếu như mà có một cái dàn máy ở nhà để cho con giải trí ấy, nó sẽ hơn là cái việc mà con đi ra ngoài chơi những cái thứ chơi khác như là những cái tệ nạn khác, nó hay bị dính vào những tệ nạn khác. Vấn đề là việc nó phải đúng mức nhà, đúng mức chắc chắn là về ở nhà thì mình sẽ quản lý được dễ hơn. Và thực ra hồi xưa em chơi game mình cũng hay học được tiếng Anh ở chơi game mà ngồi vừa chơi game vừa cầm quyển từ điển nên là nó cũng giúp cho mình khá là nhiều. Mình thì lại rất là nhờ có cái công nghệ thì mình có thể học được tiếng ngoại ngữ, rồi thì là học được cái cách làm video, quay phim. Đúng và rồi. Đặc biệt mình cũng nói với các bạn là chắc chắn bộ PC này mình về nối là mình sẽ làm những cái video dạy học, và biết đâu trong một tương lai chắc chắn mình sẽ cũng là một những YouTuber nổi tiếng. Không, hiện giờ thì có thể là trường chưa biết, vâng, nhưng chắc chắn là mình cũng là một giáo viên có lẽ là dạy online là cũng có tiếng và rất là nhiều, vâng, bạn hiện giờ là từ thành phố Hồ Chí Minh rồi từ các tỉnh họ đang học online mình rất là nhiều. Trong thời gian tới là sắp tới là phải tổng ôn tập cho các khóa thi, vâng, 2004 thì cái bộ PC này giúp cho mình rất nhiều. Rất mong là các thầy các cô có được một sức khỏe và thỉnh thoảng theo dõi các cái kênh của, vâng, mình. Cảm ơn thầy vì buổi chia sẻ ngày hôm nay. Dạ. Và chia sẻ thêm với các bạn ở trên TNC Channel là đây là một cái video hoàn toàn ngẫu nhiên mà mình mời thầy lên, không hề có sắp đặt quảng cáo hay là gì cả. Nên là rất mong các bạn ủng hộ TNC và ủng hộ kênh của thầy Trinh. Và các bạn nếu mà muốn học online và luyện thi vào đại học, đúng không thầy? Đúng rồi. Đây, thì các bạn có thể liên hệ với thầy trên Facebook của thầy là Nguyễn Trung Trinh. Nguyễn Trung Trinh. Và trên các bạn có thể đón xem thêm ở trên kênh YouTube của thầy là Trung Trinh. Đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Xin chào các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.